Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay tiếp tục ngày mới, mình sẽ làm video mới nha các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thiện đơn giản thôi. Mình sẽ không làm những bộ phận điều khiển hoặc là bánh lái các kiểu. Hôm nay mình sẽ làm đơn giản. Mình sẽ dùng một miếng xốp mỏng như thế này. Đây, đầu tiên là pin nha các bạn. Đây pin 3.71S. Đây là motor 180. Đây các bạn cần thêm một chục chân vịt 2mm nha các bạn. Nó bằng với cái chục của con motor này. Một chiếc công tắc và dây điện. Không thể thiếu là một cặp chân vịt thuận nghịch nha các bạn. Đây là cặp chân vịt thuận nghịch. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm công việc chính thôi nha các bạn. Ok. Đây, việc đầu tiên bây giờ mình sẽ cắt gọn cái miếng xốp này nha các bạn. Mình sẽ ốp ra thành hai miếng. Đây, các bạn cắt hai miếng xốp mỏng như thế này rồi ok. Đây, hai miếng xốp này mình sẽ ốp nó cho nó dày một tí nha các bạn. Tại vì mình không có một miếng xốp dày. Để mình ốp xong bắt đầu một hồi mình dùng giấy nhám mình sẽ tỉa nó ra nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ghép nó lại nha các bạn. Thì bây giờ mình cho motor nằm ở đây. Và pin nó sẽ nằm dưới giữa. Mình sẽ làm một đoạn vừa vừa thôi nha các bạn. Mình sẽ cắt nó tới đây nha các bạn. Đây các bạn, mình đã làm xong rồi. Lúc nãy mình cắt. Làm sao mà bây giờ nó nhìn cái chỗ này giống như cái miệng của con cá mập nha các bạn. Thì nó hơi kỳ kỳ một tí. Rồi bây giờ mình sẽ làm ghép vô phần đầu điện của nó nha các bạn. Đây bây giờ motor mình sẽ gắn nó ở đây.
Đây bây giờ mình sẽ lấy một cái chân vịt. Đây chân này cánh 1 nha bạn. Còn cánh trong này cánh 2. Bây giờ mình sẽ cắn nó vào đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một thêm một đầu ống viết này nha các bạn. Rồi, cái này rất là chuẩn không? Để mình test cho bạn xem. Thank you.
Hello và chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay thì mình sẽ thử chế một chiếc xe điều khiển từ xa từ cái chai nhựa nha các bạn. Đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc chính cho các bạn xem luôn.
Rồi, xong rồi các bạn. Thì sau một hồi mệt mỏi và trằn trọc thì mình cũng đã làm xong một chiếc xe điều khiển từ xa, từ cái chai nước nha các bạn. Ở đây thì mình thấy cái phần khó nhất là ở cái phần lái nha các bạn. Ở đây thì cũng phải cắt nhiều thứ lắm bạn. Đây, ở đây mình phải cắt nhiều thứ mình mới gắn được cái động cơ vào trong đây nha. Rồi, bây giờ test thử cho các bạn xem nha. Phần lái này. Đấy, cũng khá là nhanh nha các bạn. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đeo ra ngoài và test thử cho các bạn xem nha. Và xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay các bạn cũng đã thấy trên bàn của mình là hai món đồ nha các bạn. Đây thì đầu tiên là hai chiếc motor 370 nha các bạn. Và hai miếng xốp để mình làm cái phần
khung thuyền nha. Thì hôm nay mình sẽ không dùng những cái chiếc motor 180 nữa. Mình sẽ dùng motor 370 này. Vì mình thấy cái tốc độ của 370 này nó rất là khỏe luôn các bạn. Độ moment xoắn của nó cũng rất là ổn định luôn. Cho nên mình sẽ dùng một con motor này. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ làm một tí khác lạ nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái trục cát đan này. Cái trục cát đan này hôm bữa mình có làm cái phần hộp số và mình có làm cái phần trục mình luôn nha các bạn. Nếu các bạn nào chưa xem thì mình có để một cái liên kết ở dưới phần mô tả cho các bạn xem nha. Rồi, nó chỗ này thì nó vừa với cái trục của con motor này luôn nha. Rồi, ok. Và một cái chân vịt hôm bữa mình làm luôn nha các bạn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cho các bạn xem nha. Rồi, ok thì bây giờ thì mình sẽ dán hai cái phần shop lại nha. Rồi sau đó mình sẽ chia nó ra. Rồi ok, để mình dán nha. Rồi, và ok nha các bạn. Mình đã làm xong phần kit rồi nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cái phần đầu điện vào nha. Bây giờ mình sẽ đặt con motor nằm ở đây. Cho nó nằm ở tầm trọng tâm nha các bạn. Để cho nó cân bằng chiếc thuyền nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm cái phần trục trước nha. Bây giờ mình sẽ gắn cái ống này vào trong cái này nha bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bớt cái phần trục này nha các bạn. Mình đã cắt xong rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn nó vào đây luôn nha. Mình sẽ gắn con motor cố định đây luôn nha các bạn.
Rồi, ok, mình đã làm xong cái phần bánh lái nè các bạn, phần động cơ. Rồi thì bây giờ mình sẽ đấu một con relay vào đây và cho cái mạch vào. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hàn nha các bạn. Ok, mình đã cắm pin xong luôn rồi các bạn. Bây giờ mình test thử nha. Rồi, như vậy là ok rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ đem đi test thử nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chế chiên dịch ba lá của Thái Lan nha các bạn. Thì chiên dịch ba lá này thì mình sẽ chế dành cho motor 180 hoặc là 370 nha các bạn. Rồi, thì dụng cụ hôm nay thì cũng rất đơn giản thôi các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái vỏ lon này. Đây vỏ lon cá mòi nha. Mình sẽ dùng vỏ lon này cho chắc hơn các bạn. Và mình sẽ dùng thêm một cái ngòi viết cái này để mình làm cái phần trục nha các bạn. Mình sẽ cắt một đoạn thôi. Rồi, và một cái trục sắt 2 ly nha. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn nha các bạn.
như vậy là xong rồi nha các bạn. Thì chân bịch thái ba cánh mình đã làm xong. Chân bịch thái uốn lượn rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bạn nhìn cái độ sắc nét của nó này. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn thử vào một cái động cơ nha. Rồi sau đó mình sẽ đem đi ra ngoài test thử cho các bạn xem. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình có mấy miếng xốp này. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái lực gió của cái chân vịt thái này nha. Đấy, rất là mạnh luôn các bạn. Đây cho các bạn xem lại nè. Đấy, rất là mạnh luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi test nước nha các bạn. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái cầu xe, cầu trước và cầu sau nha các bạn. Thì cầu xe này mình sẽ làm dành cho xe ben nha các bạn. Rồi thì cầu sau hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem luôn. Thì cầu sau thì mình sẽ dùng một cái bánh răng xoắn này. Mình sẽ đặt nó vào đây. Mình sẽ làm thế này cho nó khỏe hơn nha các bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn nha.
cầu xe nha các bạn. Thì mình đã làm cầu trước và cầu sau này. Đây, cầu sau này, cầu trước này. Đây, phần cầu trước cũng khá đẹp nha bạn. Sao cũng thế. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test phần cầu sau cho các bạn xem nha. Mình sẽ dùng một chiếc động cơ bao hoa này các bạn. Rồi ok, vậy là xong. Rồi thì clip sau thì mình sẽ làm một cái phần khung nha các bạn. Mình sẽ gắn phần khung vào cho cái hai phần cầu này. Đây. Rồi thì video của mình đến đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn cho mình một nút like và hãy ấn cho mình một nút đăng ký bên cạnh nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hello các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc siêu phẩm thuyền đua của Thái Lan nha các bạn. Rồi ok, hôm nay thì mình có cái miếng bìa format nè các bạn. Đây. Rồi, thì chiếc thuyền của chúng ta hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc thuyền đua của Thái Lan nha. Đây, mình sẽ dùng chiếc động cơ này. Ở đây thì mình sẽ dùng một con SC20A nha các bạn. Rồi, một con siêu vô lái nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo hình cái khung thuyền của chúng ta nha các bạn.
Ok nha bạn, thì xong phần khung rồi nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn bộ đồ điện vô nha bạn. Bây giờ thì mình sẽ làm phần động cơ trước nha. Rồi, như vậy là ok nha bạn. Thì mình đã vừa làm xong một chiếc thuyền đua của Thái Lan nha. Đây, cũng khá nhỏ gọn thôi bạn. Cũng rất đơn giản nữa. Rồi, để bây giờ mình bật lên và test thử cho các bạn xem nha. Đây phần lái nha. Rồi phần lái ok nha bạn. Rồi ok, như vậy là tất cả đã hoàn thành nha bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra xong và test thử cho các bạn xem như thế nào nha.
Thank you.
Và xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của mình nha. Thì mấy hồi ngày hôm nay các bạn, mình không có thời gian làm video do một số công việc bận. Cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái chương dịch RC cho các bạn xem nha. Thì ở đây mình có một cái bản demo này. Đây. Đây, chương dịch khá là đẹp nha bạn. Đây là cái bản demo cho các bạn xem thử nha. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm cho các bạn xem luôn. Trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái đồ ủng mực này. Rồi, và một thanh thép nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần đánh quạt nha các bạn. Rồi các bạn cắt cho mình thế này nha. Bây giờ mình cắt thêm một cái nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt một cái đường rãnh ở đây nha các bạn. Một cái đường xéo ở đây nha. Rồi, để mình cắt cho bạn xem này. Đây các bạn cắt cho mình thế này nha các bạn. Đây một cái đường xéo thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cánh kia y chang cái này luôn nha các bạn. Ok, mình được hai cái rồi nha. Bây giờ mình sẽ bẻ cong cái cánh lên nha các bạn.
Rồi ok, nhưng mà các bạn muốn cái phần này cứng hơn các bạn. Đây, khi chúng ta chạy nó sẽ không văng cái cánh này ra nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng miếng xốp này. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho một miếng keo 502 vào để làm một cái chất keo nó thiệt là cứng luôn nha các bạn. Vì cái này nó sẽ đông đông cứng lại và nó sẽ siêu cứng luôn các bạn, cộng với keo 502 này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Đây các bạn xem này. Đây từ từ nó sẽ cứng lên từ từ nha các bạn. Nó ôm sát với cái thân luôn. Vậy là xong nha các bạn. Một cái chiến dịch khá là đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ mình dùng cái con motor mình sẽ test thử cái lực gió của nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng một con motor này. Mình sẽ gắn vào thử nha các bạn. Rồi, mình sẽ test thử lực gió nha. Đấy, chiến dịch của chúng ta khá là mạnh nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đem đi test nước thử nha, để xem cái lực nước của nó mạnh không nha các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay tiếp tục ngày mới, mình sẽ làm video mới nha các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền đơn giản thôi. Mình sẽ không làm những bộ phận điều khiển hoặc là bánh lái các kiểu. Hôm nay mình sẽ làm đơn giản. Mình sẽ dùng một miếng xốp mỏng như thế này. Đây, đầu tiên là pin nha các bạn. Đây pin 3.71S. Đây là motor 180.
để các bạn cần thêm một chục dung dịch 2mm nha các bạn, nó bằng với cái chục của con motor này, một chiếc công tắc và dây điện, không thể thiếu là một cặp dung dịch tuần nghịch nha các bạn. Đây là cặp dung dịch tuần nghịch. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm công việc chính thôi nha các bạn. Ok, đây việc đầu tiên bây giờ mình sẽ cắt gọn cái miếng xốp này nha các bạn. Mình sẽ ốp ra thành hai miếng. Đây các bạn cắt hai miếng xốp mỏng như thế này rồi ok. Đây hai miếng xốp này mình sẽ ốp nó cho nó dày một tí nha các bạn, tại vì mình không có một miếng xốp dày. Để mình ốp xong bắt đầu một hồi mình dùng giấy nhám mình sẽ tỉa nó ra nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ghép nó lại nha các bạn. Đây bây giờ mình cho motor nằm ở đây và pin nó sẽ nằm dưới giữa. Mình sẽ làm một đoạn vừa vừa thôi nhé các bạn. Mình sẽ cắt nó tới đây nhé các bạn. Đây các bạn, mình đã làm xong rồi. Lúc nãy mình cắt làm sao mà bây giờ nó nhìn cái chỗ này giống như cái miệng của con cá mập nha các bạn. Thì nó hơi kỳ kỳ một tí. Rồi bây giờ mình sẽ làm ghép vô phần đầu điện của nó nha các bạn. Đây bây giờ motor mình sẽ gắn nó ở đây. Đây bây giờ mình sẽ lấy một cái chân vịt. Đây chân này cánh 1 nha các bạn. Còn cánh trong này là cánh 2. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào đây nha.
Rồi bây giờ mình sẽ dùng một thêm một đầu ống viết này nha các bạn. Rồi, cái này rất là chuẩn không? Để mình test cho bạn xem. Thank you.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một chiếc cano nha. Đây, chọn bộ đồ điện của chúng ta hôm nay nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một chiếc cano mô hình từ hai viên sắt này. Rồi, và nhân vật chính của chúng ta là một chiếc servo và một chiếc motor 180. Rồi, ok các bạn, không thể thiếu là một cái mạch nha. Con nghỉ lây nữa nè. Và thêm một viên pin 3.7. Pin điện thoại nha các bạn. Rồi, không thể thiếu là một cái trục này các bạn. Đây cái trục nha. Còn cái chỗ này là cái dòng bi của đây. Đây mình lấy trong cái này ra nha. Cái này nó rất là kích luôn các bạn. Một miếng kim loại để mình làm cánh chim vịt nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ghép đôi hai cái miếng sắt lại nha. Đây mình sẽ ghép như thế này. Ok nha các bạn, mình đã làm xong phần kit rồi đây. Thì cái này mình dùng sốt ghép cho nên nhìn nó cũng hơi xấu một tí các bạn. Nhưng mà đôi khi mình cũng thấy là cái này cũng là tạm ổn rồi. Rồi, vì hôm nay của mình rất lộn, hôm nay thì mình sẽ không nói chuyện nhiều luôn nha các bạn. Mình chỉ làm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn động cơ, làm chiến dịch rồi gắn cái servo à. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm nha.
Rồi, ok nha các bạn, mình đã làm thành công một chiếc cano rồi nè. Đây, rất là đơn giản. Mình thấy có phần này là hơi khó các bạn. Phần kit của nó hơi khó một tí. Rồi bây giờ để mình test thử nha. Rồi, vậy là ok. Để bây giờ mình đem ngoài test thử cho các bạn xem nha.